Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin rút giàn khoan Việt Nam nhượng cho Tàu, điều hải cảnh Trung Quốc quản Biển Đông. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến một thời gian vừa qua liên tục tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên 3 tháng qua. Và ngày hôm nay là 23 tháng 10 năm 2019, thông tin mới nhất cho biết Việt Nam đã phải rút giàn khoan Hakuryu 5 ra khỏi bãi tư chính. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên một số trang đã chia sẻ. Và nhà nghiên cứu biển về Biển Đông, ông Phạm Thắng Nam cũng đã cho biết hải trình này. Theo những dữ liệu khảo sát thực tế, giàn khoan Hakuryu 5 đã ngừng hoạt động từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 và đồng thời tắt satellite IIS Zigna, tức là cái hệ thống định vị nhận dạng. Tại thời điểm này, hiện giàn khoan đã về tới Vũng Tàu, ông nói. Tàu hỗ trợ cho giàn khoan Ceres Aukus 5 và tàu Z29 hiện đang thả neo tại Vũng Tàu. Và đây là cái hải trình của ông đã ghi ra. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc được phân công quấy rối giàn khoan Hakuryu 5 là Hải Dương 37111 và tàu 31302 nay đã rời khu vực trước đây giàn khoan hoạt động, nhưng chúng vẫn còn trên Biển Đông. Hai con tàu này có thể sẽ về căn cứ tại Hải Nam hoặc đến các đảo trên quần đảo Trường Sa để tiếp nhiên liệu, thực phẩm. Nhưng cũng còn có khả năng chúng đến khu vực Hải Dương 8 đang khảo sát để hộ tống con tàu này. Và nếu để sát lại cái để các bạn thấy cái hải trình của giàn khoan cũng như những chiếc tàu hộ tống của giàn khoan này đã phải rút về, thì các bạn thấy rất rõ ràng rằng điều này rất nghiêm trọng đã diễn ra, và đây đúng là điều mà Trung Quốc đã mong muốn và Việt Nam bắt buộc phải thực hiện. Và cái trang ngoài ra, một cái trang khác chuyên nghiên cứu về Biển Đông khác là trang Zhichina Zhiniu cũng loan tin này dựa trên dữ liệu ảnh chụp vệ tinh độ phân giải cao vào hôm 22 tháng 10 và cho biết như sau. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, hình ảnh vệ tinh rất rõ nét của trang này công bố và đã có ghi nhận hôm 22 tháng 10 năm 2019. Đã có ghi nhận rằng giàn khoan Hakuryu 5 đã rời khỏi lô 061 sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là họ nói như vậy. Vòng tròn màu đỏ trong hình bên phải chỉ là ra giếng khoan mới được khoan bởi giàn khoan dầu. Tàu hải cảnh 31302 đã rời khỏi khu vực, nhưng tàu 5403 khác của Trung Quốc vẫn bám theo giàn khoan này khi nó có cái hải trình đi tiếp. Và nếu để gần lại, các bạn thấy rất rõ ở những hình ảnh được phóng to lên, thì đằng trước là có một chiếc tàu nhỏ để kéo, và đằng sau những cái chấm này là giàn khoan. Và một cái ảnh khác thì chúng tôi cũng phóng to lên để các bạn cũng có thể xem và tham khảo ngay về việc cái chiếc giàn khoan Hakuryu 5 đã rời khỏi khu vực bãi tư chính như thế nào. Và đây là hình ảnh vệ tinh mới nhất mà được thu nhận. Nếu phóng to ra, chúng ta thấy rất rõ là giàn khoan Hakuryu 5 đã rời khỏi vị trí cũ, và đi đằng trước của giàn khoan này là một cái chấm nhỏ kéo, tức là đây là cái tàu kéo, và tàu kéo đằng trước tức là cái tàu đi đằng trước, còn đằng sau là cái giàn khoan. Thì các bạn thấy rất rõ là họ đã di chuyển ra khỏi khu vực này rồi và không còn thăm dò ở đó nữa. Và giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản được liên doanh Rosneft của Việt Nam, là công ty con của tập đoàn dầu khí của nước Nga Rosneft, thuê để khoan thăm dò dầu khí tại lô số 061 ở Biển Đông, khu vực bãi tư chính. Và hình ảnh cũng như thông tin mà chúng tôi cung cấp thêm để các bạn biết về giàn khoan này như sau. Nhật Bản lần đầu tiên lên tiếng về vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở bãi tư chính. Đây là hình ảnh của giàn khoan dầu Hakuryu 5 của Nhật Bản hoạt động ở Biển Đông, ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu. Khi được hỏi về phản ứng trước tin tàu hải cảnh Trung Quốc có động thái đe dọa các tàu của Việt Nam phục vụ giàn khoan dầu Hakuryu 5 của Nhật Bản mà tập đoàn Nga Rosneft thuê thăm dò vào lô 061 ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc liên quan tới vấn đề này. Nói chung, chính phủ Nhật Bản tin rằng vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định khu vực và là một mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Nhật Bản luôn ủng hộ việc tuân thủ hoàn toàn đúng luật pháp trên biển và mong muốn nhấn mạnh tất cả các nước liên quan đến tầm quan trọng của các nỗ lực tiến tới hòa giải, hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế nhằm giải quyết các tranh chấp không sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép. Đây là thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa ra. Và tiếp theo, cũng là đây là thông tin gửi tiếp đến các bạn.
Đây là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một lần gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Để các bạn nhìn thấy rất rõ là ông Nguyễn Xuân Phúc rất vui mừng khi gặp ông Putin và ôm rất chặt. Ông Putin có vẻ có khá là ngạc nhiên về cái cú ôm mạnh của ông Phúc này. Đấy. Và ít ngày sau khi xuất hiện tin tàu chấp pháp của Trung Quốc và Việt Nam đối đầu gần khu vực giàn khoan của công ty Rosneft Việt Nam ở bãi Tư Chính, hãng Sputnik của Nga đã đưa tin rằng Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn tập đoàn này đã thực hiện việc thăm dò. Các chuyên gia về Biển Đông từng nói rằng sự liên quan của các công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh cũng như đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Và một lần nữa các bạn thấy rất rõ rằng ông Nguyễn Xuân Phúc dường như là rất vui mừng khi được gặp ông Putin. Và trước việc Trung Quốc hung hăng điều tàu hải cảnh và tàu hải dương 8 đi vào khu vực này để thăm dò, thì giàn khoan Hakuryu 5 đã được phía Việt Nam gia hạn thêm trong thời gian vừa qua. Và các bạn cũng đã thấy hình ảnh một số trang báo đã đăng, đó là giàn khoan Hakuryu 5 kéo dài lịch hoạt động giữa bối cảnh bị tàu Trung Quốc quấy rối. Giàn khoan Hakuryu 5 tại khu vực lô 061 bể Nam Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động khoan thêm 1 tháng rưỡi, dự kiến 30 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019. Các diễn biến quanh giàn khoan Hakuryu 5 là tâm điểm chú ý khác bên các vụ nhóm tàu khảo sát địa hải dương 8 của Trung Quốc ngang nhiên có những hành vi xâm phạm và quấy rối các hoạt động kinh tế của Việt Nam tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần hơn so với khu vực bãi Tư Chính, Vũng Mây kéo dài từ ngày 3 tháng 7 đến nay. Trung Quốc đã đưa tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hạng nặng như tàu số 35111 vào khiêu khích xung quanh giàn khoan Hakuryu 5 ở lô 0601 thuộc dự án Nam Côn Sơn liên danh của Việt Nam với Nga. Và nếu để to lại, phóng to thì các bạn sẽ thấy cái giàn khoan này cũng rất lớn và nằm trong cái khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Và gần đây Trung Quốc liên tục đưa ra các phát ngôn cứng rắn đối với Việt Nam, và chính phủ nước này đã đưa yêu cầu Việt Nam phải rút toàn bộ tàu thăm dò và giàn khoan ra khỏi vùng bãi Tư Chính, mà họ nói rằng đây là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Và thông tin ở trong nước có lẽ chưa đăng tải hoặc đăng tải không đầy đủ, đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc này. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là Trung Quốc kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông. Và đây là hình ảnh của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng: Bắc Kinh kêu gọi Hà Nội đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau khi Việt Nam đẩy mạnh lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói tại cuộc họp báo vào hôm thứ Tư vừa qua ngày 16 tháng 10 rằng chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông thông qua các hành động thiết thực. Và Trung Quốc đã nói như vậy với phía Việt Nam. Và bên cạnh đó thì cũng thời điểm này Trung Quốc vẫn đưa tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống đang thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh hôm nay chúng tôi xin chia sẻ mới nhất với các bạn biết, đây là hải trình của chiếc tàu này do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam cho biết thông tin mới nhất như sau. Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng nay ngày 22 tháng 10 năm 2019 giờ Việt Nam, Hải Dương 8 bắt đầu di chuyển lên phía Bắc theo hướng thẳng đứng song song với các kinh tuyến. Nhiều khả năng Hải Dương 8 sẽ thực hiện đường khảo sát thứ 21 của một vùng phân vùng khảo sát mới, được gọi là phân vùng C thuộc vùng khảo sát 4. Phân vùng khảo sát mới này gọi là phân vùng C sẽ chạy dọc theo bờ biển Việt Nam, Nam Trung Bộ Việt Nam như phân vùng A và có một phần nằm đè lên phân vùng A. Phân vùng C nói trên sẽ chạy dọc theo hướng Nam Bắc Bắc Nam đi qua phần bên phải của các lô thăm dò khảo sát dầu khí ở Nam Trung Bộ của Việt Nam, nhưng vừa qua Trung Quốc đã nhận là của mình. Và dường như để gây sức ép trên biên giới đường bộ với Việt Nam thêm về vấn đề biển đảo, thì kể từ đầu tháng 10 đến nay Trung Quốc đã dựng hàng rào kỹ thuật tại các cửa khẩu ở phía Bắc của Việt Nam, làm ách tắc hàng hóa của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, gây thiệt hại rất lớn một cách nghiêm trọng. Và tất nhiên sau cái vụ việc nghiêm trọng đó và hiện nay vẫn đang tiếp diễn ở biên giới phía Bắc của Việt Nam, mỗi ngày có hàng trăm xe tải đã phải ùn tắc chở nông thổ sản không tiêu thụ được và bị phân hủy mà hỏng ngay trên đường. Liền sau đó, tức là hôm nay chúng ta chứng kiến là Việt Nam đã phải mời lãnh đạo tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sang để gặp và thảo luận giúp thông quan sớm hàng hóa khi xuất sang Trung Quốc. Và hình ảnh các bạn có thể thấy đây là lý do tại sao có cuộc tiếp đón của Phó Thủ tướng Việt Nam đề nghị Trung Quốc tháo gỡ ách tắc nông sản ở biên giới.
Trước đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Đại sứ Hùng Ba cho biết Trung Quốc bất ngờ vì lượng xuất khẩu tăng mạnh và đã cử người đi thị sát cửa khẩu tìm cách giải quyết. Đây là ông nói như vậy. Chiều ngày 23 tháng 10 là hôm nay, tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Dư Ba và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác biên giới Vân Nam Quảng Tây, mong muốn tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển du lịch, văn hóa, khoa học, công nghệ với hai địa phương của Trung Quốc. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ, hiện nay việc xuất khẩu hàng hóa nông sản từ Việt Nam qua cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang, Tân Thanh, Lạng Sơn đang gặp khó khăn và đề nghị phía Trung Quốc quan tâm tháo gỡ vấn đề này. Ở đây là hình ảnh các bạn thấy là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, bên phải là tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Dư Ba ngày hôm nay tại Hà Nội. Và động thái rút giàn khoan Hakuryu 5 ra khỏi khu vực bãi tư chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về đất liền cũng là một yêu cầu mà phía Trung Quốc đã nêu ra cho Việt Nam tại thông báo của mình, và hiện nay Việt Nam vừa thực hiện xong. Thì các bạn thấy hiện nay đây là Bắc Kinh nói Việt Nam vi phạm quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra, nhưng Việt Nam, báo chí Việt Nam đã không đăng tải. Và đây là hình ảnh của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng. Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 nói Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực bãi tư chính kể từ tháng 5 năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền tài phán tại khu vực bãi tư chính kế đó, và rằng điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý. Thì như vậy qua cái thông báo này của Trung Quốc thì rõ ràng họ đã nhận rằng khu vực bãi tư chính là của Trung Quốc rồi. Phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản pháo rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi tư chính từ tháng 5 năm nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc quốc tế và luật biển. Trung Quốc nói như vậy. Ông Cảnh yêu cầu với Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phản nàn. Thì như vậy với cái tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào tháng 9 vừa qua thì rõ ràng họ đã nói rằng khu vực bãi tư chính là của họ và yêu cầu Việt Nam rút đi. Và bây giờ thì giàn khoan Hakuryu 5 của Việt Nam thuê khoan thăm dò bãi tư chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã phải rút đi theo yêu cầu của Trung Quốc. Và có lẽ Việt Nam đang dần dần đuối đi dưới các sức ép của Trung Quốc, nên họ sẽ phải dần đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc đưa ra. Điều này thấy rõ khi ngay cả người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng không thể lên tiếng và nói được tên cái nước nào đã vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều quan chức cấp cao khác. Mặc dù điều này rất rõ ràng và hàng triệu người dân cả nước đã biết điều đó. Việt Nam hiện nay đang còn tồn tại thể chế chủ nghĩa xã hội. Theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời và sụp đổ hàng loạt cách đây trên 20 năm từ khắp nơi trên thế giới, và ngay cả trên châu Âu, ngay nơi tôi đang đứng ở đây là Cộng hòa Liên bang Đức cũng là nơi chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ từ lâu rồi. Và tham nhũng ở Việt Nam thì tràn lan từ thôn đến xã, đến huyện, tỉnh và trung ương. Xã hội đầy bất công, không tôn trọng quyền con người, pháp luật lỏng lẻo và dễ bị đồng tiền tha hóa. Môi trường ô nhiễm trầm trọng, y tế giáo dục tệ hại. Tất cả điều đó đang làm suy yếu cả một dân tộc với trên 90 triệu người dân Việt Nam. Để thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc và trở nên hùng mạnh, Việt Nam cần cải cách triệt để và nhanh chóng, đó là vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản đầy đau khổ, chuyển đổi sang thể chế dân chủ, tự do. Điều tốt đẹp này cần làm sớm và cần diễn ra trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.d ngày hôm nay, thứ tư 23 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.